Đây là khu vực khu tái định cư của thị xã Gò Công. Rất là đẹp luôn quý anh chị bà con. Tám 90% cái khu vực ở đây thì căn hộ này đã có chủ á. Quy hoạch khu tái định cư nguyên một tuyến đường Lê Đồng Vân luôn á.